Ủa chị ơi, chị uống gì mấy ngày nào chị cũng uống hết vậy chị? Thôi buồn chẳng ra đây mà qua em. Trắng á. Ủa uống cái này có hiệu quả không chị? Mà sao mấy ngày nào chị cũng uống hết vậy? Không hiệu quả uống chi bà. Hay quá ha. Em uống thử luôn chị. Đây, của dạ. Chị đấy nè. Em uống cả đi, em cả đi, uống hết luôn đi. Thôi mà chị. Vừa chứ uống được. Cái này thì ai cũng uống được hết. Mà chăm sóc da đi. Công ty mình là ai cũng phải trắng, cũng phải xinh hết. Trời ơi, tiền mua cái gì tầm lưng tà lao à. Mua cái gì trắng trẻo xinh xắn. Công ty ai cũng trắng xinh biết chưa. Cái này dễ uống lắm, ngày nào uống được. Nhưng mà em làm gì có tiền mua đâu chị. Nhà em nghèo uống chết. Bình thường tôi thấy mình đặt đồ ăn vặt rồi tùm lum tà la, bớt ăn vặt đi. Không ăn một tùm lum tà la thứ mua này dùng tháng 2 tháng thoải mái. Ngày nào ngày ngồi đêm nắng lên mắt chiếu xuống này có uống không? Uống sao mà trắng. Để đầu tư vào bản thân như con gái thời buổi hiện đại là phải đầu tư vào nhan sắc của mình xinh xắn tuyệt vời, hiểu không? Rất là nhỏ gọn dễ chịu đây. Bao vô ngoài 2 viên. Mà uống thì chắc chắn trắng không trắng sao mà uống. Thứ hai là tất cả thành phần là thiên nhiên hết, yên tâm không có cái gì đâu nhé. Dạ nhưng mà em tìm mua được ở đâu hả chị? Tìm mua thì từng trên mạng đầy ra ấy mà cũng không được này thì mình bán hết rồi. Này là lần trước chị tìm không có hộp thứ hai đó mà tìm không còn cũng khan hiếm hàng. Suy ra để chị nhờ chị Ngọc Trinh nha. Đặt đi rồi chị nhờ chị Trinh lấy cho. Ủa mà hiệu quả thiệt không chị? Ủa có trắng thiệt không chị? Cái gì có trắng không em? Ủa có trắng thiệt không chị? Nó hiểu sao trời ơi. Chị trắng chứ không trắng em. Đúng điều gì đây trời kia á. Uống thử đi nó trắng. Trắng, đã bảo là thành phần thiên nhiên rất là đảm bảo. Nếu như có các tác dụng gì nó đến 100 triệu nha. Nó mà uống thì mà uống thì mình nguyện cầu mà có vấn đề gì thì mình được 100 triệu. Mà tiếc thì không có đâu, chúng ta yên tâm không có 100 triệu nào hết trơn. Dạ cho em đặt thử nha chị. Anh cảm ơn chị. Mỗi ngày đều nhắc chị uống này nha. Dạ. Thì mỗi ngày lấy nước cho chị uống nhắc chị. Mà một cái hộp này dùng mất mài nha. Đây này cũ thì mòn hết cả ra rồi vẫn dùng để đựng thuốc được nha. Mua một lần được 10 lần giật nát tơ chúng cầu trương dương nha. Mua đi cho trắng lên là nhìn mày chán quá à. Mỗi ngày nhìn chán quá à. Dạ biết rồi. Ok cho ba nhá.